Sáng 7 tháng 9, tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, một số chuyến xe đã thực hiện đưa đón khách. Hầu hết các hành khách là công nhân, sinh viên, người lao động bị kẹt lại Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua quan sát, lượng xe ra vào bến không nhiều, phần lớn là xe từ Đà Nẵng đi Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Khách tập trung trên xe chủ yếu từ 10 đến 15 người. Lý giải về việc vắng khách, một số chủ xe cho biết do một số người dân vẫn còn tâm lý sợ ảnh hưởng từ dịch bệnh nên chưa di chuyển nhiều. Sáng nay thì là mỗi lượt khách về là chỉ có vài người thôi chứ không có nhiều đâu. Vì mà xe ở đầu Đà Nẵng là tâm dịch mà. Người ta ngại ngùng về những cái địa phương, người ta không pha điện tổng đài, tất cả các địa phương người ta sợ cách ly á. Thành ra cái tổng đài đầu kia người ta không có trả lời. Tất cả các công tác và phòng dịch trên xe là rất là đảm bảo, khẩu trang đấy nhá, nước sát khuẩn là nhà xe đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nói chung là về là mình cũng phải báo lại sở y tế địa phương để mình để họ theo dõi lịch trình của mình. Thì bây giờ thì cũng khi mà Đà Nẵng không cho các tỉnh rồi thì ở Đà Nẵng mình đã biết Đà Nẵng đã kiểm soát được vùng dịch rồi, cũng khá là yên tâm. Với lại bản thân mình cũng đã tự cách ly tại nhà 2 tháng nay rồi. Được biết, sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, ban lãnh đạo bến xe Đà Nẵng đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các công tác phòng dịch để an toàn trong việc đưa đón khách. Khai báo y tế trước khi lên xe và khi khách đến thì chúng tôi cũng yêu cầu bộ phận thành lập một cái tổ kiểm tra y tế để mà kiểm tra y tế và yêu cầu hành khách là phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay tay để đảm bảo chung cho cái tình hiện nay. Cái lượng khách sáng hôm nay thì chúng tôi theo dõi thì số lượng khách thì cũng không có bao nhiêu, cho nên những chuyến xe người ta hoạt động thì hiện nay chưa có khách nhiều và hy vọng là dần dần người ta khách sẽ quen để mà đi lại cho nó, thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị nhiều phương án. Tại ga đường sắt Đà Nẵng, thưa thớt một số người dân đến để mua vé tàu, lối nhà chờ không có khách, chỉ có một số nhân viên túc trực. Theo đại diện ga đường sắt, chuyến tàu tới Đà Nẵng sẽ bắt đầu vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều nay. Trước đó, ngày 6 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải khôi phục 100% các tuyến vận chuyển hành khách đi và đến thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 7 tháng 9. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.